Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn Thầy, và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một đấng phù trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. Ngài là thần chân lý mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy mà cũng chẳng biết được Ngài. Còn các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa thế gian sẽ không còn thấy Thầy, phần các con thấy Thầy, vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong ngày đó các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Ai nhận các luật Thầy truyền là giữ các luật đó, vì thì người ấy sẽ là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến, và Thầy cũng sẽ yêu nó và sẽ tỏ mình ra cho nó. Đó là lời Chúa. Nguyện xin lời Chúa thánh hóa mọi người chúng ta trong ngày hôm nay. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, là chúng ta mừng các mẹ, được chúng ta kính các mẹ, cũng như có một lòng tạ ơn các mẹ. Và cũng là một dịp chúng ta thấy tháng 5 là tháng Đức Mẹ, cũng là dịp chúng ta được đến để chúng ta dâng hoa cho mẹ. Cái sự dâng hoa đó là một niềm chúng ta cảm kích, yêu mến, nhưng rồi hy vọng rằng cái đó cũng là một cái cách để chúng ta nói với mẹ rằng: xin mẹ hãy hướng dẫn đời sống của con cũng giống như đời sống của mẹ, biết lắng nghe tiếng Chúa, biết vâng phục thánh ý Ngài, và biết yêu thương, biết tha thứ. Có một câu chuyện kể như thế này. Cái anh này, ảnh đi làm xa, và mỗi năm cứ đến ngày mẹ như ngày hôm nay thì anh lại gửi kêu một cái tiệm hoa mang hoa đến cho mẹ, vì anh ở xa và anh có bạn gái. Rồi một hôm, vì một cách nào đó anh ta nghỉ chơi với bạn gái hoặc rốt cấp, anh ta cảm thấy buồn, nên cái năm đó vào ngày Chủ nhật Mother's Day, anh ta đã về với mẹ. Anh ta dành suốt thời giờ đó với mẹ suốt ngày, dẫn mẹ đi mua đồ, đi chợ, đi ăn. Rồi buổi tối trước khi ngủ thì hai mẹ con lại ngồi trước trong cái phòng khách, trước cái lò sưởi, và uống trà. Anh ta nhìn mẹ và anh ta nói với mẹ rằng: con không biết là có đời sau hay không, nhưng mà nếu mà một sống đời này chết đi, và một cách nào đó chúng ta lại có Chúa mà cho con có một đời sống nữa, một đời sống mới ở nơi trần gian, mẹ biết con xin điều gì không? Thì người mẹ mới nói: con xin điều gì? Anh ta mới nói: điều đầu tiên con xin với Thượng Đế là cho con có lại mẹ trong đời sống của con. Mới nói câu này xong thì bà mẹ rưng rưng nước mắt. Bà mẹ nói: trong suốt mấy chục năm vừa rồi con đi xa, mẹ rất là muốn con trở về với mẹ vào cái ngày đặc biệt Mother's Day, nhưng mẹ không có dám nói, tại vì mẹ sợ rằng con không muốn về. Nhưng mà vì mẹ nói nên con phải về, rồi nó mất công việc của con, rồi nó xốn chảo, xáo trộn cái thời khóa biểu của con, rồi con không vui, nên mẹ không dám nói. Nhưng
trong suốt mấy chục năm nuôi con, thì ngày hôm nay là ngày Mother's Day đẹp nhất của đời mẹ. Thưa ông bà và anh chị em, nhiều khi chúng ta không cần làm gì to lớn cho mẹ con, mẹ chúng ta cả. Chỉ một lời nói, an ủi, thông cảm, tha thứ. Dĩ nhiên là có những người mẹ không là những người mẹ tốt. Có những người mẹ trong xã hội dùng những cái lời nói rất là cọc cằn, khó chịu với con cái của mình. Rồi có những bà mẹ không muốn gánh vác cái đứa con trong bụng của mình nên đã phá thai. Nhưng có những người mẹ, đặc biệt những người mẹ nơi đây, chúng ta tạ ơn Chúa là các mẹ đã dám gánh vác cái thánh giá ngay trong bụng của mình 9 tháng 10 ngày. Và hiện tại các mẹ vẫn còn gánh vác cái thánh giá đó, gánh vác cho tới lúc nào chết thì thôi. Nhiều khi mình tưởng con mình trưởng thành là xong rồi, chưa xong đâu, mình còn phải trông cháu nó nữa, trông cháu nó cho tới khi nào người xe lăn thì thôi. Nên cái tình yêu của người mẹ tuôn đổ, tuôn trào. Nhưng đôi khi chúng ta lại không đón nhận những cái tình thương đó. Chúng ta lại trách móc mẹ vì mẹ già, vì mẹ mất trí nhớ, vì mẹ lẩm cẩm, vì mẹ dơ giấy, không có dọn dẹp nhà cửa, vì mẹ nướng cá hôi thối trong nhà của mình, vì mẹ cứ bày đồ ra trong nhà, vì mẹ cứ mở radio tùm lum tùm la, mới 4 giờ sáng mở radio rồi sao ngủ được. Nhiều cái vì mẹ như thế này, vì mẹ như thế kia. Nhưng nếu mà chúng ta thật sự có một tâm tình của một người con hiếu thảo, thì hãy nhớ lại, hãy nhìn những bức tranh mà mình còn nhỏ. Khuyến khích những anh chị em khi mà đi gặp tâm lý, con cũng hay nói mình, ồ con không có bình an, con bực tức tại vì mẹ con như thế này, mẹ con như thế kia. Thì con nói với những người đó rằng, hãy để cái bức tranh mà lúc mình còn nhỏ ở đầu giường của mình. Mỗi lần mình bức xúc mẹ của mình, bực mình mẹ của mình, hãy nhìn cái bức tranh đó, cái tấm hình đó, để mình nhớ rằng đã có những đêm mẹ đang ngủ ngon mà chỉ cần tiếng khóc của mình vì mình đói sữa, khát nước, mẹ đã tỉnh dậy và đi nấu sữa cho mình. Đã có những ngày mà mẹ của mình đang làm việc và nhà trường gọi lại con bị bệnh, mẹ phải bỏ tất cả, dù có phải mất công việc mẹ cũng phải bỏ để mẹ trở về để đưa con đi bác sĩ. Có những tâm tình đó dĩ nhiên chúng ta không cảm nghiệm được vì chúng ta còn quá bé. Nhưng nếu không có những cái tình yêu của thuở bé đó thì chưa chắc chúng ta trở nên những người thành công, những người khỏe mạnh như bây giờ. Và đó chỉ là những cái điều nhỏ nhặt thôi. Thưa ông bà và anh chị em, ngày hôm nay là cái ngày Mother's Day, thì chúng ta dĩ nhiên là chúng ta vẫn nhớ đến cái tình yêu của Thiên Chúa trao ban cho chúng ta có người mẹ. Nhưng chỉ nhớ để cầu nguyện không chưa đủ. Cái lời nguyện đó nó phải đi vào đời sống đức tin, cái cách cư xử của chúng ta với những người mẹ. Và Chúa Giê-xu ngày hôm nay trong bài phúc âm cũng nhắc nhở chúng ta rõ ràng: Thầy đi nhưng mà Thầy sẽ gửi một đấng khác, phù trợ khác tới cho các con. Đấng phù trợ đó chúng ta nghĩ rằng đó là Chúa Thánh Thần. Nhưng nghĩ gần gũi hơn, đó là những người mẹ mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta, đến để an ủi, đến để nâng đỡ, đến để nuôi dưỡng chúng ta. Vậy chúng ta hãy đón nhận những cái đấng phù trợ đó trong đời chúng ta. Và rồi thưa ông bà và anh chị em, để chúng ta là những người mẹ, để chúng ta cảm nghiệm được cái tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta phải biết liên kết đời sống của chúng ta với Chúa. Hồi nãy con có nói có những người mẹ dùng những lời nói rất là khó nghe, học hành với con cái, với chồng con, thì làm sao mà người ta yêu thương mình được? Mình không biết tha thứ. Nhưng để có một gia đình hạnh phúc,
bình an thì nó cần có sự trợ giúp của tất cả mọi người, không chỉ là người mẹ không thôi đó. Nên tất cả các người mẹ cũng vậy, chúng ta cần đến gần gũi với Chúa hơn. Nếu đời sống của chúng ta khô cằn vì lời cầu nguyện thì làm sao mà chúng ta có được những lời khôn ngoan? Nếu chúng ta không đến gần gũi với mẹ trong những chuỗi mân côi thì làm sao chúng ta có cái can đảm để đón nhận những đau khổ, khó khăn mà đang xảy ra trong gia đình của chính mình? Làm sao mà chúng ta có những giây phút mà chúng ta rất bực mình trong lòng nhưng chúng ta cố gắng thinh lặng, nếu chúng ta không học hỏi được cái sự thinh lặng của Đức Mẹ Maria chiêm niệm lời Chúa? Vậy để cho đời sống của mỗi người chúng ta, đặc biệt các mẹ, thì chúng ta thăng tiến hơn, chúng ta còn nghĩ rằng chúng ta nên có một cái đời sống gần gũi với kinh hạt nhiều hơn. Nếu chúng ta không đọc kinh, chúng ta không có mối liên hệ với Thiên Chúa thì đời sống gia đình của chúng ta gặp rất là nhiều khó khăn. Và khi chúng ta đến với Chúa, đến với mẹ, chúng ta cầu xin, chúng ta phải có một cái gì đó để cho gia đình chúng ta nó có vẻ là creative, sáng tạo hơn. Như chúng ta trong đời sống hôn nhân cũng vậy, trong tâm lý người ta nói, nếu mà chúng ta không có thay đổi cái đời sống hôn nhân của chúng ta, ngày nào cũng giống như ngày nào cho 30 năm, 40 năm, chắc chắn ông bà và anh chị em sẽ chán nản. Chúng ta sẽ không có được cái ánh sáng của đức tin, của cái tình yêu để chúng ta thấy người vợ của mình, mặc dù người đó 60 tuổi, 70 tuổi nhưng vẫn là hoa hồng của đời chúng ta. Chỉ có con mắt đức tin mới thấy được cái điều đó thôi. Chứ còn con mắt của con người thì thôi, tôi về Việt Nam lấy vợ 20 tuổi sướng hơn. Nhưng mà con mắt đức tin thì luôn luôn thấy vợ mình là đẹp nhất. Nhiều khi vợ mình cũng cà chớn, nhưng mà cái cà chớn đó nó lại đưa lên cái niềm, một cái vị mặn cho tình yêu. Ông bà cố của con thường thường cũng cãi nhau thường xuyên, nhưng mà thiết nghĩ nếu một người mà mất đi chắc người kia buồn lắm, từ không còn có người để cãi nhau với mình nữa. Nhiều khi cái cãi nhau đó là một cái thú vui của những người tuổi già. Nhưng mà đừng có chửi nhau được rồi, còn cãi nhau nói chuyện với nhau. Thưa, đó là một cái nhiều khi trong đời sống của chúng ta cứ đòi hỏi cái gì nó cũng hoàn hảo. Anh yêu em yêu em suốt ngày cũng chán. Lâu lâu cãi nhau một xíu cho nó vui vui, cho tí muối vô. Nhưng mà đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Ngay cả đời sống có những lúc thăng trầm, có những lúc chúng ta phải gánh vác thánh giá, những lúc đau khổ, nhưng có những lúc chúng ta rất vui tươi vì ân sủng tràn trề của Thiên Chúa. Và trong hồi đời sống hôn nhân cũng như lúc vui, lúc buồn. Chúng ta cứ đòi hỏi lúc nào cũng vui không thì chỉ có ở trong nhà thương tâm thần mà thôi. Đời sống là nó phải có vị mặn, vị đắng, vị cay. Và thương bà và anh chị em, để có được cái điều đó trong đời sống hôn nhân, nãy giờ con nói ở đây có nghĩa là chấp nhận. Đừng có đòi hỏi quá nhiều, nhưng chấp nhận và thó thác. Và ngày hôm nay để làm được điều đó, một lần nữa con xin chúng ta hãy tiếp tục thay đổi cái cách sống của mình trong gia đình của mình, trong mối quan hệ của mình. Càng cầu nguyện, càng dùng lời Chúa bao nhiêu thì cái lời từ môi miệng của chúng ta càng đẹp bấy nhiêu. Chúng ta biết được điều đó, nhưng chúng ta không làm thì chúng ta sẽ không đạt được cái điều chúng ta mong muốn. Muốn khỏe mạnh thì chúng ta phải uống thuốc vitamin, phải đi tập thể dục. Muốn có tâm hồn vui vẻ, hạnh phúc, gia đình trọn vẹn thì chúng ta phải cầu nguyện cho nhau, cùng tham dự thánh lễ, cùng nâng đỡ nhau. Và điều cuối cùng con xin góp ý ông bà và anh chị em thôi, đó là đời sống cầu nguyện. Ở nhà chúng ta, con lúc trước con có nói rồi, mỗi người có một cuốn sách kinh. Nhìn cái cuốn kinh thánh đó, nó dày như vậy nè, thì ai mà đọc cho hết?
Nhưng nếu mà chúng ta đừng có để trên kệ, chúng ta bắt đầu từ hôm nay nếu được chúng ta để ở cái bàn ăn đó. Mỗi lần chúng ta ăn chung với gia đình, chúng ta mở ra, chúng ta chỉ đọc 2-3 câu với nhau thôi. Chỉ đọc 2-3 câu, không cần phải chia sẻ, chỉ đọc 2-3 câu với nhau rồi ăn. 20 năm sau ông bà và anh chị em sẽ đọc xong cuốn Kinh Thánh đó. Đó là lời Chúa. Và nếu chúng ta làm được điều đó trong một tháng thôi, ông bà và anh chị em sẽ thấy sự khác biệt trong gia đình của mình. Đấy. Rồi các anh cũng vậy, nếu mà muốn thật sự có vợ mình yêu thương mình hơn thì hãy thay đổi cái cách sống của mình, cái cách mình đối xử với vợ. Nhiều khi nói đối xử thì hơi nặng, nhưng mà cái cách quan hệ của mình. Ví dụ như các anh ở đây chưa bao giờ nấu cơm cho vợ chẳng hạn. Một ngày nào đó mình xin nghỉ một ngày, mình vô YouTube, mình học cách nấu ăn, nấu một món thôi, chờ vợ về nói anh bỏ suốt ngày anh nấu cơm cho em. Nếu mà nấu không được nữa đi ra tiệm phở mua 2-3 tô để trong nhà đó, vợ về anh sẵn sàng cho em. Những cái cử chỉ nhỏ đó thôi mà nó đánh động cái tình cảm và nó bắt đầu nó nuôi sống cái tình yêu của mình. Còn những chị vợ, những các mẹ cũng vậy, khi mà thấy chồng mình làm một cái gì khác biệt đó, thấy nó hơi kỳ kỳ thì cũng em cảm ơn anh, chứ đừng có xả một câu hôm nay ông bị khùng hay sao mà ông nấu cơm cho tôi. Thông cảm, chấp nhận và thấy cái gì thay đổi nó lạ lạ thì tạ ơn Chúa. Nên nếu chúng ta sống như thế thì đời sống gia đình của chúng ta sẽ thăng tiến hơn rất nhiều. Xin Chúa chúc lành cho các mẹ và cho mỗi người chúng ta ngày hôm nay một cách nào đó thay đổi chính mình và cách nối lại cái mối liên hệ giữa chúng ta với lời Chúa, vì Chúa ở cùng chúng ta. Và khi chúng ta thấy Chúa Giê-xu thì chúng ta thấy Chúa Cha, và khi chúng ta ở trong Chúa Cha thì Thiên Chúa ở trong chúng ta. Và đó, khi mọi người nhìn chúng ta, họ tìm được bình yên và chúng ta thấy được tình yêu của Chúa ngay trong tâm hồn của chính mình. Xin Cha và Con và Thánh Thần. Amen.